Đi thấy con là con gì nè, đó. À không biết. Con đụng nó vô cái nó co lại thì phải. Em đụng thử. Lấy cái lá đụng thử. Đây. Phùng luôn. Mình vừa đi đây mình vừa lượm được trái chuối. Dễ thương quá nè. Có một trái chuối dễ thương quá. 111. 111. 7 cây nữa. Gần tới đỉnh rồi. Rồi, tới đỉnh rồi, nó lài rồi. Rồi. Ôi, mát quá. Có một luồng gió. Không là sao? Gà là bay vô liền. Ôi dạ. Mà nó chạy sao? Thoát không anh Tập? Nó chạy mà canh. Nó bắt ra đừng con. À, rồi, cái đầu rừng mà nó nở ra rồi nó sẽ tròn quá. Gặp lạ lạ là nó lủi mắt. Quá đẹp. Tàn trăm rồi còn từ. Mà cái thằng này nó ở dưới như mình thì nó xếp chặt lên mà nó hồi lên đây nó nở rồi cho xin cái nước này tập ngồi cái lá có một chùm bay ôi, nó đẹp mây ôi mát ở trên mây ôi mát quá tôi mây. Ở trên mây mọi người ơi ôi mát quá mới có một đoạn đám mây bay ngang giờ mát chưa mát mát quá nước kìa, ở dưới đó kìa, có nguyên một đám mây kìa. Nước khổng lồ. Đó là tới đỉnh nó nhìn xuống chầm chầm đó. Ô, mây nè mọi người. Quá trời. Đi rồi đi nha. Nghe tiếng người này. Đi vô rừng mà nghe tiếng người mừng quá. Hai bên cùng lạc. Nắng lên mặt đẹp rồi. Thế như con nhóm mình lên. Tới rồi. Tới đây. Tới đây. Ngon. Ôi cái lá này to chứ sao. Chỗ này chỗ ăn chơi nè. Tới chỗ ăn chơi anh. Quá trời. Kêu ba đấy nè. Giải rồi cứ vô trong này nhiều lắm nè. Ôi. À chỗ này chắc mọi người cắm trại á. Han. Đầu mùa lên là nó đâu có đâu. Là phải leo bẻ trên mấy trên nè. Ủa có ai vậy? Có ai vậy? À. Kìa, có cái bị đó. Đó không phải, không phải. À. Không phải nướng. Đi qua mắt rồi hả? À, thấy nướng đen đen tưởng cái bị. Cái gì anh? Bự tròn tròn cái hẳn nói cái mình có do cái đó, nó mịn lắm tròn tròn cái, mấy cái bông chích chích nó nở bằng tâm nhang à nó nở lên đó ra rồi ra tới rồi mọi người ơi ra tới rồi ra tới rồi lên ra cùng đá này cho bạn đẹp đi
vô chụp rồi nè, thấy cái bóng thôi cũng được. Rất là hùng vĩ. Ra tới anh Hiếu ơi. Anh Hiếu cái chỗ này mình đi ngang rồi nè anh. Chỗ này mình đi ngang rồi nè. Đúng rồi. Thì đi ma thằng lãnh trên tới đây nè. Đúng rồi. Chụp được bàn tắm rồi. Dạ. Anh lên em chụp cho. Đó, đẹp quá. Ôi, đẹp quá anh ơi. Đẹp quá nè. Ôi. Đẹp quá. Lên. Đây là cổng trời. Mình nó lên tới cổng trời. Rồi mới đây gục đầu rồi ta. Nè. Ừ, lão quá vậy. Cầm đi một hồi nó trơ lắm. Đấy, hồi nãy tôi thấy hai lần rồi đó ông. Trợt hả? Trợt hai lần. Ừ, như hồi đó mình đi ngang đây rồi đúng không hả? Ừ. Mình reo cuộc biển mấy lần nữa mà. Không, chứ mình đi ma thi bảnh á. Ma thi bảnh đi ngang. Ma thi bảnh thì đi ngang cổng trời nó vô đây rồi. Ôi có. Thôi. Có con lồng đèn. Cản. Măng cha bữa nay thu hoạch măng nha. Thôi cản không đi đường nước đâu. Mùa này mùa măng nha. Sao đường đường nước khó hơn nữa hả? Ừ. Đi bữa đi lạ lạc một lần rồi. Chắc mấy thằng mang gì hả? Bò nữa không? Em nghĩ sao mà đi 3 tiếng đồng hồ xong quay lại cái ngay cái trụ vừa theo. Là đi đường vòng luôn. Bỏ đi vậy. Đi sao? Đây có đường ống nước ở đường này đó hả? Ừ. Đi sao một hồi là quay ra là ngay trụ gì theo hồi nãy đó. Là ở trụ sống à bảy mấy á. Trời ơi. Chó dán luôn. Trời ơi chơi kỳ nè. Trời rác quá trời luôn kìa. Chơi kỳ vậy. Có xuống tới đó xíu mà không thấy. Rồi. Này chắc đợi tháng 10 mình làm vệ sinh quá bất thường anh. Tháng 10 nó có chiến dịch dọn vệ sinh nè. À vậy hả? Đường xe đó. Đường này xe chạy nè. Xe hả? Đường này xe chạy nè. Ủa để bên kia có đường. Có đường này xe chạy nè. Không. Nhưng mà anh đi xuống tới đây rồi anh đi đường ống nước. À. Rồi xong đó là anh đi đường suối luôn. Ồ, đường suối luôn. Ồ, hồi nãy cái suối nhỏ đó. Ừ, không phải suối đó đâu. Hồi nãy mình có cái suối nhỏ. Ờ, nhóm ở đầu ta, nhóm ở đó rồi ta. Chứ không phải là làm giống cái đường kia đâu. Phương ơi, trong có đông quá, mình ra đây được không? Nó đông quá. Ăn đi rồi qua. Nè, lại cái góc này nè. Góc này mình có cái góc này dẫn nó nè. Dạ, đến Tâm ơi. Cái gì? Trời ơi nước. Thôi ra đây đi. Đây đặt gì? Rồi. Ồ. Đôi khi có nhiều cái món ăn nó rất là ngon nha, đơn giản nhưng mà ngon lắm nha. Rồi, như bây giờ nè. Ăn trời nó ngon gì đâu á. Dưới làm gì? Quá là món luôn mà không phải bữa nay hả? Vô. Chưa ăn nhiều lắm chứ mà ngon ngon trong dưới hôm nay đâu. Mình đang tới đây là ăn ngon quá. Rồi. Ở bên bãi một hộp kè mắc mới vậy không anh? Anh hiểu không? Quá ngon. Cái này nó không ăn mà còn giờ. Dạ ăn hoành tráng quá. Này cũng ăn sơ bọc không nguyên lắm rồi. Ổ này thịt heo nghe. Con nào cũng ăn được mà. Cái đó là cầu ở bên đây mà ăn thịt kho. Nó cái kiểu đó nhờ cầm. Ăn thì chưa bao giờ được ăn. Ủa hết trứng hả? Hết trứng hả? Em không ăn được trứng. Không khổ còn ở chút nữa chạy xuống ăn nó là lấy rồi mà.
ăn ha, chậm vô trong miệng đó nha. Còn một còn hai trứng mà không biết có ai lấy đâu. Không, đồ cúng chỉ có mình ma quỷ lắm lấy. Chứ thường ta thấy đồ cúng con miếu người ta ít lắm lấy lắm. Mình đây đói rồi, riết rồi đi ngang thấy người ta cúng tôi bánh. Tôi đây có, tôi xin à. Mà đa phần là tôi xin bánh cúng Quỳnh đó. Quỳnh cúng xong quay xuống là tôi xin. Không, nãy ở chỗ bà đó cũng có hộp bánh mà mình ướt hộp mới lấy ra đó, nguyên bọc á. Cho cho bữa nay nghe ngọt hơn qua. Ừ, đâu. Vậy là nó thấm hết, nó qua một đêm nó thấm rồi đó. Ừ. Có ngày qua ăn mấy cái khác. Bây giờ là chỉ có xôi thôi à. Đây là hôm qua em nghe tầm nhà có bọc hợp lý dữ à. Mai có giữ cơm ăn rồi nữa. Nó đậu. Nghe quảng cáo với lại phí rồi đó. Đúng cơm muội. Ờ, ai nhà hai thằng con nó ăn hết rồi nên thôi con. Dạ, em chưa nói, em chưa nói cơm nhà. Tại thấy sao nhiều quá. Thôi, người ta leo núi đi giẫm cân mà cứ đợi ăn. Thường ơi, uống miếng đi em. Bổ sung vì vai được. Có này nó vậy là đúng nhất. À, uống đi chị uống. Uống này đúng nhất. Này. Ủa đi này hả chị? Đi này luôn hả? Vậy là mình xuống mình sẽ gặp anh Hoàng. Anh thấy không? Đúng rồi. Hoàng đang lên. Dạ. Anh lên bằng gì? Bây giờ sẽ đi xuống. Trước giờ là chỉ có đi lên thôi. Xong rồi đi cáp xuống. Bây giờ mình đi lên. Rồi bắt đầu mình sẽ đi xuống đường cộng đẹp luôn. Bản lệnh. Phải hiện đẳng cấp. Chắc trợt mà không thấy. Để mà mình bỏ thì chắc. Đúng rồi, tùy cơ địa mỗi người ha. Có người thì không uống thì không được. Chờ ở dưới nè. Ồ. Ừ. Đi xuống thì nó khó xíu ha. Cái gì vậy? Không, cái thằng nãy nó xin có điện thoại nè. Nhá hả? Tên Nhật đó, giống tên của lính à hả? Này đi ngon rồi. Nào. À, đi tóc bạc bạc vậy nè. Với nắng bắt đầu. Rồi, tới chỗ thu hoạch rồi. Tới chỗ thu hoạch rồi. Dạ, nãy giờ mấy anh ngồi đến thu hoạch tiếp mình rồi đó. À. Á trời. Dạ dạ. Ok anh, cái anh.
quá quá. Ôi trời. Rồi. Ấy Hường đang xả sức bắp cái. Vệ sinh. Cả nước của thân. À, đang xả sức bắp cái. Bắp kêu vậy đó. Cả nước của thân. Giờ còn Hường đỏ gì nữa. Bé. Nặng muốn chết luôn, bé gì nữa mà bé. Bé gì nữa mà bé. Chịu nổi mà bé. Đó, bây giờ là đang à mình phải lột nó ra. Rồi mình bỏ cái vỏ mình lấy cái này hả chị? Đúng rồi. Đúng rồi. Mình lấy ra cho nó giác nó nhẹ chứ sao giác nổi. Thương quá. Cái này mình không lấy về bữa mấy xúc mới ủi tới đây nó cũng ủi hết à. Ủi văng luôn hả? Ừ. Ủa? Không, khu này đâu có làm. Có, đang làm qua đó. Khu này làm luôn hả? Ừ. Đang làm, qua đó. Có đường qua đó. Thì nào mới lột bữa nay á. Nó lột vậy. Con dao của em hồi đó đi học cung cấp chính trị nó kêu con dao thần thánh. Cái giống gì cũng cắt được. Con chết gì nữa. Nói như con bỏ thôi. Con dao thần thánh theo. Trời ơi, cái tâm lấy măng mà ổng còn ở sao với Lê. Bởi vậy. À. Thôi chắc nhiêu đủ ăn rồi. Tuần sau chơi tiếp. Lấy dao đâu, lấy dao đâu. Đó mấy người làm trên ba người phải không? Đại ca gì? Mày có cái công bè về đại ca đó. Nhưng mà dịp lần sau đi gặp nó là em mới gặp. Vậy em không có cách nào lần đầu gặp nó. Sao vậy chị Lê? Hả? Sao vậy chị Lê? Cái đó nó phạm thượng lắm. Ai chết chết. Đó thấy chưa? Chưa đọc nó đã phạm thượng rồi. Chưa đọc nữa mà đã phạm thượng rồi. Đó. Chẳng cả quá. Anh ơi. Anh Hoàng ơi. Em lên đỉnh 2-3 lần luôn. Em lên đỉnh 2-3 lần luôn. Trèo lên, trèo xuống. Cẩn thận nha. Đó, đó, đó. Đây anh. Bên đây đi anh ơi. Bên đây nè, bên đây cái gì. Hello. Đi cắp treo. Đi cắp treo một phần thôi. Thấy không? Vâng. Chị sợ thì chị ngồi ấy, chị chờ lâu vậy em. Chị vèo phát chị đã đi cáp treo xong hết mấy chỗ. Chị lượn hết mấy chỗ. Vậy vậy. Lên đây mặc áo rất là tươm, mặc đồ rất là tươm tất luôn. Ngon lành luôn hả? Ờ, rất là tươm tất. Rất là nơ, đầy ghê các mướp, kiểu này. Mướp. Ờ, mướp từ trên xuống dưới. Mình nghĩ, ồ, leo núi kiểu gì mà nó đẹp vậy. Đi à, à đi tiền chạm mà, đi tiền chạm. Đi xuống là cả một vấn đề đó. Bởi trời khô chạy được anh Hiếu ơi. Chứ trời nước này không chạy được đâu. Nước này nó trơn quá. Té sắp mặt. Đó. Đúng rồi. Rồi. Thấy nè, nguyên đống nè, thấy không? Trời, anh Tâm kìa, Tâm cho ống kìa.
Thấy không? Đó. Được chưa đây? Rồi mình đi vô lại cái hàng hàng chút nè. Vô lại cái động chút nè. Đẹp chưa? Đó, vô lại cái động chút này đẹp chưa? Đúng rồi. Đây đó. Trong rừng trúc à, quá đẹp à, giống như cái lúc mà mình đi bên kia cũng vậy ha. Mai Thiên Lãnh, Mai Thiên Lãnh cũng có, Chứa Trang cũng có. Rồi núi Vinh cũng có đỏ à. Sao? Ok. Yeah. Ô, Việt Nam bị rác, bữa mình cũng đi nè, đi chạy cho cha đúng không? Dạ hả? Đi cũng đi mới đi về nè. Ồ, thế à? Giỏi nha. Sao? Chạy được nhiêu? Mình tè. Dạ hả? Chạy được nhiêu? Chạy được nhiêu? 42 cây. 42 hả? Ồ. 42 là nó chạy từ ở dưới Ba Chi lên đó. Em không biết, em chỉ chạy từ 42 là chạy từ Ba Chi lên. Tới Vinpearl thôi, mẹ không. Chú này nhiêu tuổi chú? 70. Em mới đi đây là chạy đi núi Lộc đó. 21. Chạy mấy cây? 21 cây à. Ghê vậy. Tại vì chính nhìn thấy Việt Nam ít rác cũng chỉ đi cho. Cái này Bến Tre. Chú con xin chụp chú tấm hình của chú. 70 mà vừa đeo luôn. Trời ơi, có thật sinh số của đại ca là đại ca. Trí, em phải dạ. Quản lý chứ đâu phải để đại ca dễ dãi như Trí. Không được, sao đâu, kể đi em. Ê, sao kẹt xe đây vậy, sao kẹt xe đây vậy? Lên, lên đi, xin lỗi. Đón cho Phân nè. Chú tên gì chú? Chú Hiếu. Chú Hiếu. À, ra luôn hả? À. Cháu bấm. Đó. Đây vậy. Đó. Đi trong như một cái hang. Đó. Cái hang đá. Đá, cây cối mát. Mát đá dễ sợ. Ồ, nè, thấy cái cây cô đơn nè. Hả? Một cái cây cô đơn. Ủa, bẻ đó chi vậy? Út. Bẻ cái đó chi vậy? À. Trồng được không? Không được đâu, mấy cây thanh thảo á. À. Wow, đi vô đây gặp cái suối nè mọi người. Wow, đã quá. Cái suối. Đi đây gặp thêm cái suối nữa nè. Trời ơi, nước nó mát. Ôi. Trời, nước nó mát. Nước mát ha. Nước mát thấu trời. À, chị nghe dột á. À, vậy hả? Mình đi rồi mới câu ăn kết chứ gì chứ. À, đi ăn kết hả? Ê, mày có thấy không? Nhìn chứng có thấy không hả? Họ có thấy không hả? Họ có thấy không hả? Về chắc ảnh vậy chứ gì? Để là xịt ngang ngắn lắm nha. Ừ, tôi thiệt cứ mấy ông mấy bà lại thì quả đã dài bỏ mà còn cái ngang ngắn hả? Ừ, mà có phải là dài dài đứt. Dài nguyên
nguyên kiện luôn, không phải gì đứt nha. Tiếp nghe ngắn lại. Nó là chi dễ dòng. Cần luôn. Có chứ. Tao bình lợi này kia đó. Mỗi một trận bóng đá ha. Mỗi một trận bóng đá là xuất hiện mỗi một trận bóng đá là xuất hiện một cái câu chuyện bi hài. Đây, còn có một giây pin cuối cùng nhảy. Yeah.